xin chào 500 anh em, mình ở thành phố Nghiên, nay đến Sầm Sơn. Hiện tại mình đang có mặt ở khách sạn Việt Cường Hotel, địa chỉ số 9 Tống Duy Tân, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn. Số 9 Tống Duy Tân. Ok, mời anh em vào nhá. Let's go. Vào bật quầy. Hello, chào em. Chào em, ai ở thành phố Hưng Yên, anh cũng đã đến Sầm Sơn. Quay lại lần này là lần thứ 6, thứ 7 rồi. Nhưng mà lần này là lần đầu tiên mình vào nhà nghỉ khách sạn Việt Cường. Kính chào các khách, đây là bạn bàn quầy nhé. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi cho mình nhà nghỉ có mấy tầng nhỉ? Nhà em là tầng có bao nhiêu phòng em? 25 phòng. Thế giá cả thế nào em? Ok, cái giá này mình thấy rất là hợp lý. Mình cũng đã là người đã từng đi trải nghiệm từ đầu năm đến giờ, mình cũng đi gần chục quốc rồi. Mình cũng đã đi đầu xuân thì mình đi lễ hội chùa Hương, thác Bà, đi đồi ngang, đi Cô Vơ Suối Đân rất là nhiều. Và mình cũng mới đi Quảng Ninh, thành phố Hạ Long về, và cũng đã đến Cửa Lò. Và hôm nay ngày quên, hôm nay chả nhớ ngày bao nhiêu nữa, phải gọi điện thoại ra thì nhớ rồi. Đây, thế này cho nó dễ là hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 2024, hôm nay là thứ tư mình lại có mặt ở Sầm Sơn. Nói chung là mình cũng đã vào phòng thì mình thấy phòng ok, tương đối là sạch sẽ, nhân viên phục vụ rất là tốt. Nói chung là so với nhiều nhà nghỉ thì mình cũng đánh giá chất lượng 3 sao. Ok, chào bạn nhé. Cảm ơn nhé. Chào mọi người. Quay cái địa chỉ này, khách hàng người ta ấy, có thể người ta trực tiếp điện với cửa hàng nhà mình, nó sẽ hơi tất đầu kia hơn.